Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, tỉnh ta cùng với cả nước tổ chức nhiều hoạt động tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì sự thống nhất của Tổ quốc. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày kỷ niệm đặc biệt này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sẽ phát trong chương trình thời sự. Chủ tịch nước Trần Đại Quang về dâng hương thăm tặng quà người có công tỉnh Hưng Yên nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tỉnh ta tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài liệt sĩ tỉnh. Trung tướng Nguyễn Bình, người cộng sản kiên trung mẫu mực. Ban chỉ đạo 138-389 quốc gia sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình ở huyện Yên Mỹ, di tích lịch sử cây đa và đèn La Tiến ở huyện Phù Cử, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh tại thành phố Hưng Yên. Cùng dự lễ dâng hương dâng hoa có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh đã vào dâng hương tại khu nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Sai Phạm, huyện Yên Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, là tấm gương sáng ngời, hết lòng vì nước vì dân, để lại nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Chủ tịch nước vào dâng hương tại nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình ở xã Sai Phạm, huyện Yên Mỹ. Trung tướng Nguyễn Bình là trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được Bác Hồ phong tặng. Trong suốt thời kỳ hoạt động cách mạng, dù được giao bất cứ nhiệm vụ gì ở từng địa bàn hoàn cảnh khác nhau, Trung tướng Nguyễn Bình đều mưu trí, dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, của cách mạng. Tiếp đó, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương dâng hoa tại di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và đền La Tiến ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Tại đây, kẻ thù cùng với bè lũ tay sai đã đàn áp và giết hại dã man 1.145 đồng bào chiến sĩ yêu nước của phong trào cách mạng, trong đó có 121 người con của quê hương xã Nguyên Hòa. Cũng tại xã Nguyên Hòa, Chủ tịch nước đã đến thăm tặng quà gia đình bà Đặng Thị Thu và ông Trần Minh Thảo. Bà Thu là con của người chiến sĩ cách mạng kiên trung Đặng Đình Kiện bị giặc giết hại dã man tại Bốt La Tiến. Chủ tịch nước cùng đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trên khu vực quảng trường mang tên Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên. Tiếp đó, vào cuối giờ buổi chiều, Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ báo cáo với Chủ tịch nước những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong những năm vừa qua. Từ tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Hưng Yên đã đạt được những thành tựu nổi bật sau hơn 20 năm tái lập. Trong phát triển kinh tế, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Trong sản xuất công nghiệp, đã thu hút được hơn 1.800 dự án và đầu tư, tạo ra nhiều công ăn việc làm và có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Năm 2017 đánh dấu là năm đầu tiên Hưng Yên tự cân đối thu chi ngân sách và có đóng góp về trung ương. 6 tháng đầu năm, số thu ngân sách của tỉnh hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những thành tựu mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được sau hơn 20 năm tái lập. Là mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, có nhiều nhân tài, đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa truyền thống này, ra sức xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh phát triển bền vững mọi mặt so với các tỉnh thành phố khác trong cả nước, xứng đáng với truyền thống của tỉnh văn hiến cách mạng.
về phát triển kinh tế, tỉnh làm tốt công tác quy hoạch, thu hút dự án đầu tư, có biện pháp để giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển như ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ. Tôi chỉ có mấy cái điểm muốn chia sẻ với các đồng chí. Tôi thấy Hưng Yên là nằm ở tỉnh giàu tiềm năng và rất nhiều cái lợi thế, và đặc biệt là cái chất văn hóa, cái truyền thống cách mạng của Hưng Yên. Chính đây là những cái mà nó là những cái tài sản, nó là những nguồn lực rất là to lớn để chúng ta bứt phá vươn lên. Và các đồng chí cũng đã từng bước thực hiện được những cái lời mong muốn của các đồng chí lãnh đạo trình bốn là xây dựng Hưng Yên trở thành một tỉnh phát triển khá, rồi trở thành một tỉnh phát triển sâu, đẹp, văn minh. Thì tôi thấy là cái hướng đi, cái mục tiêu đề ra rất rõ, và cái hướng đi thì cũng đã lộ trình bước đi các đồng chí xác định cũng rất rõ, và các đồng chí đã đạt được những cái thành tựu tôi thấy cũng rất đáng, cũng rất đáng phấn khởi. Những cái thành tựu mà chúng ta đạt được trong thời gian vừa qua, qua nghe đồng chí đối với chiến sĩ báo cáo, thì càng khẳng định như thế là chúng ta đã xác định được cái lợi thế của chúng ta, cái thế mạnh của chúng ta, và chúng ta đã xác định được cái hướng đi với cái lộ trình bước đi của chúng ta là phù hợp, và tôi mong rằng chúng ta tiếp tục triển khai để đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Tôi thấy về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khi làm rất tốt. Đấy, ta vẫn là một cái tỉnh nông nghiệp, nhưng mà ta tập trung phát triển công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, và các đồng chí cũng chọn lựa công nghiệp đảm bảo cái vệ sinh môi trường để đảm bảo cái sự phát triển bền vững. Tôi cho rằng đây cũng là cái hướng đúng. Tất nhiên là khi mình duy trì những cái làng nghề, ngành đầu tư phát triển thì nó sẽ không tránh khỏi những ảnh hưởng đến cái việc gìn giữ môi trường, thì ta khắc phục từng bước một. Tôi cho rằng là các đồng chí làm như thế là rất phù hợp. Cho nên là cái tỷ trọng công nghiệp là tăng cao. Rồi là về nông nghiệp thì các đồng chí đấy rất chú trọng, không chỉ có trồng lúa để chăn nuôi, và các đồng chí này đã tập trung ứng dụng công nghệ cao để phát triển cái nông nghiệp, công nghiệp cao, công nghiệp sạch, nông nghiệp sạch, thì cho rằng đây cũng là cái bước đi rất là đúng hướng. Một cái lĩnh vực nữa là Hưng Yên cũng là giàu lao động, lao động rất là phong phú, các đồng chí là mở rộng ngành nghề, nên là giải quyết được rất nhiều cái việc làm cho đồng bào Hưng Yên. Tôi cho rằng đây cũng là cái việc làm rất có ý nghĩa. Còn các cái lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, văn hóa, đồng chí Đỗ Đức Sĩ cũng đã đề cập, tôi hoàn toàn là đồng tình và tôi rất là mừng. Để mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy cái truyền thống đó để làm tốt hơn. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối ngày 26 tháng 7, tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tỉnh và đại diện gia đình thân nhân liệt sĩ. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ. Diễn văn tri ân các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ đã thể hiện với niềm xúc động sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ Hưng Yên đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, những người con ưu tú của Hưng Yên đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ toàn tỉnh nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp và thắp sáng lên truyền thống của quê hương Hưng Yên, văn hiến và cách mạng, xung kích tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời có nhiều việc làm thiết thực cùng chính quyền địa phương, chăm sóc phụng dưỡng gia đình thương binh liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Chiều ngày 27 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khánh thành nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Văn Lâm. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Hoài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng đã qua đời, bản thân mắc bệnh về thần kinh, sống cô đơn, nhà ở lại xuống cấp rột nát, không có khả năng xây dựng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã hỗ trợ bà với tổng số tiền 45 triệu đồng để xây nhà rộng 40 mét vuông, nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp bà có nơi ở khang trang hơn. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng tổ chức lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Phùng Hoàng Anh, nhà có hai thế hệ nhiễm chất độc da cam với số tiền hỗ trợ 25 triệu đồng, nhằm góp phần sẻ chia giúp đỡ bà vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho vợ anh hùng liệt sĩ vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo ở thôn Mễ Đậu, xã Việt Hưng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tối ngày 26 tháng 7, huyện Văn Lâm đã tổ chức lễ thắp nến tri ân canh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ huyện. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Chương trình được tổ chức trang trọng với các hoạt động dâng hương hoa, thắp nến tri ân canh hùng liệt sĩ, hát múa, ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ, ca ngợi quê hương đất nước, tưởng nhớ canh hùng liệt sĩ, lời tri ân của thế hệ trẻ với các anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp này, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam đã trao tặng 12 suất quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam có con làm trong công ty, mỗi suất quà trị giá 4 triệu đồng. Tối 26 tháng 7, tại đền thờ canh hùng liệt sĩ, huyện Tiên Lữ đã tổ chức lễ thắp nến tri ân, bày tỏ lòng thành kính tri ân, tưởng nhớ đến canh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với những người con bất tử đã hy sinh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Nhân dịp này, huyện Tiên Lữ đã trao 38 suất quà cho gia đình chính sách thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Tiên Hưng ở thị trấn Phương, huyện Tiên Lữ đã đi thăm và tặng 120 suất quà trị giá 142 triệu đồng cho hai mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình thương binh liệt sĩ. Trong đó, công ty đã tặng 60 suất quà, mỗi suất 1 triệu 500 nghìn đồng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các con em của thương binh liệt sĩ đang làm việc tại công ty. Ngoài ra, công ty phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi và tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho gia đình thương bệnh binh liệt sĩ tại thị trấn Vương, xã Dị Chế, An Viên, Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ và xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Đây là những địa phương có nhiều lao động đang làm việc tại công ty. Ngoài phụng dưỡng suốt đời hai mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi năm Công ty Cổ phần Tiên Hưng còn dành từ 200 đến 300 triệu đồng để ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ nhân đạo từ thiện của huyện Tiên Lữ. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Công ty Cổ phần Phúc Thành đóng trên địa bàn thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào cũng đã tổ chức trao tặng trên 400 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho thân nhân gia đình có công với cách mạng tại thị trấn Bần Yên Nhân và xã Nhân Hòa, mỗi suất quà có trị giá 500.000 đồng. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ban vận động quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Hưng Yên đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ chữa bệnh và hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cho 38 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 185 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và thành phố. Nhân dịp này, các phường xã trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức dọn vệ sinh và thắp nến tri ân tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên địa bàn. Cùng với việc chuyển gần 3.000 suất quà của Chủ tịch nước và quà của tỉnh đến các đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn, huyện Văn Giang đã trích 58 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa và tổ chức đến thăm tặng quà 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng và 78 gia đình chính sách tiêu biểu trong huyện, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng. Ngoài ra, các xã thị trấn trong huyện đã tiến hành sửa chữa, chỉnh trang các công trình ghi ơn liệt sĩ, dâng hương và thắp nến tri ân canh hùng liệt sĩ tại Đền Liệt sĩ huyện. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt người trên địa bàn xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Sau khi được khám bệnh và tư vấn sức khỏe, mỗi đối tượng được nhận một suất quà thuốc trị giá 100.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó nêu cao ý nghĩa đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đối với các thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Những năm qua, xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cừ
luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực. Hàng năm, xã đều tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách vào ngày lễ Tết và các ngày kỷ niệm. 5 năm qua, xã đã xây mới và sửa chữa 10 ngôi nhà tình nghĩa, phối hợp với các đơn vị tổ chức khám và chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn lượt người có công. Nghĩa trang liệt sĩ được tu sửa khang trang. Vừa qua, xã Đỉnh Cao được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công. Nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho các đoàn viên, vừa qua, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hành trình về nguồn Hùng Thiêng Đồng Lộc tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đoàn đã đến dâng hương báo công với Hồ Chủ tịch tại nhà lưu niệm Bác Hồ, thăm làng Sen và làng Hoàng Trù của Bác tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Dâng hương tại khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong và nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc tại ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chuyến đi cũng là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương. Thưa quý vị và các bạn, một người cộng sản kiên trung, một tướng lĩnh quả cảm mẫu mực, giàu đức hy sinh, lòng dũng cảm và tài thao lược. Tất cả những lời đánh giá đó là dành để nói về Trung tướng Nguyễn Bình, người con của quê hương xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ, vị trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Trung tướng Nguyễn Bình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của ông. Trung tướng Nguyễn Bình, tên khai sinh là Nguyễn Phương Thảo, quê làng An Phú, xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ. Ông sinh năm 1908 trong một gia đình trung lưu có 5 người con. Năm 1928, Sứ bộ Việt Nam Quốc dân Đảng Nam Kỳ được thành lập, hoạt động với tôn chỉ dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Nguyễn Bình được bầu vào ban chấp hành Sứ bộ, Trần Huy Liệu giữ chức bí thư. Năm 1929, ông và Trần Huy Liệu bị bắt, bị kết án 5 năm tù và đẩy ra Côn Đảo. Khi ở tù, được tiếp xúc với những đảng viên Đảng Cộng sản, ông có thiện cảm với Đảng Cộng sản. Năm 1935, mãn hạn tù, ông trở về quê nhà. Tuy bị quản thúc, nhưng ông vẫn nuôi ý chí cách mạng, bí mật xây dựng Đông Triều làm căn cứ chống Pháp. Khoảng năm 1941-1942, ông được Tổ chức Đảng và Việt Minh giao cho nhiệm vụ mua vũ khí chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời còn vận động binh lính các đồn Thủy Nguyên, Cửa Ông, thị xã Kiến An cung cấp vũ khí. Đêm ngày 12 tháng 3 năm 1945, ông tham gia trận đánh đồn Bần Yên Nhân, thu được nhiều thắng lợi. Trận đánh đồn Bần được coi là trận đánh kiểu mẫu ở Đồng Bằng. Trong tháng 6, tháng 7 năm 1945, ông chỉ huy nhiều trận đánh lớn, thu được nhiều lương thực và vũ khí. Do có biệt tài về quân sự, tháng 9 năm 1945, ông được Hồ Chủ tịch cử vào miền Nam lo việc thống nhất các lực lượng vũ trang tại chiến trường Nam Bộ. Được giao giữ chức Ủy viên Quân sự Nam Bộ kiêm khu trưởng khu 7, rồi Tư lệnh Mặt trận Nam Bộ với toàn quyền quyết định các việc thuộc lĩnh vực quân sự tại Nam Bộ. Trong những ngày đầu kháng chiến, tình hình Nam Bộ hết sức rối ren phức tạp. Nhiều đảng phái, anh hùng hảo hán và phải đối diện với một đội quân viễn chinh hùng hậu. Nguyễn Bình đã tìm mọi cách tập hợp các lực lượng kháng chiến dưới sự chỉ huy chung và nhanh chóng tổ chức một cuộc kháng chiến toàn lực, toàn diện. Đây là một công việc cực kỳ phức tạp, khó khăn, nhưng biết dựa vào sức quần chúng, lấy chính nghĩa, thu phục lòng người. Ông đã thành công trong sứ mệnh lịch sử này, góp phần thay đổi cục diện chiến trường có lợi cho ta, kìm hãm, đẩy lùi bước xâm lược của kẻ thù. Những chiến công buổi đầu của nhân dân Nam Bộ được gắn liền với tên tuổi Nguyễn Bình, khiến các giới chính trị quân sự Pháp cũng phải kính nể. Năm 1947, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày 25 tháng 1 năm 1948, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh phong cho ông quân hàm Trung tướng. Đây là Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 9 năm 1951, theo yêu cầu của Trung ương, ông lên đường ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Trên đường đi,
ông bị giặc phục kích, hy sinh tại biên giới Việt Miên. Trung tướng Nguyễn Bình là người chỉ huy mưu lược, quyết đoán, dũng cảm, giữ kỷ luật nghiêm minh, lập nhiều chiến công xuất sắc ở những nơi nguy hiểm, vào những thời điểm khó khăn nhất. Tháng 2 năm 1952, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh truy tặng ông huân chương quân công hạng nhất. Ông cũng là người đầu tiên trong quân đội được tặng huân chương cao quý này. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khẳng định và tôn vinh những đóng góp to lớn của Trung tướng Nguyễn Bình đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và sự hy sinh anh dũng của Trung tướng Nguyễn Bình, ngày mai 28 tháng 7, huyện Yên Mỹ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh và khánh thành nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình tại xã Giai Phạm, quê hương ông. Chương trình sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên tường thuật trực tiếp vào lúc 8 giờ 30 phút sáng mai 28 tháng 7. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Chiều ngày 26 tháng 7, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138, 389 tỉnh cùng thành viên hai ban chỉ đạo. 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 138 các cấp về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia các cấp về phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, mở các đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương trên cả nước. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương sự nỗ lực của các ngành các địa phương góp phần vào thành tích chung của Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm. Về những tồn tại cần khắc phục, đồng chí nhấn mạnh việc triển khai thực hiện chỉ đạo mệnh lệnh cấp trên ở một số địa phương còn chưa nghiêm, nhiều nơi để xảy ra số vụ việc phức tạp kéo dài, chưa có sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo. Xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế, buôn lậu gian lận thương mại vẫn diễn ra ở nhiều địa phương gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, có biểu hiện bao che, bảo kê cho sai phạm của một số người làm công tác thực thi nhiệm vụ gây mất lòng tin trong nhân dân. Chiều nay, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu ngành thuế chủ động rà soát, đánh giá và tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương về cơ chế chính sách cải cách hành chính nhằm thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường đôn đốc hướng dẫn kê khai thuế kịp thời đúng quy định, xử lý vi phạm đối với người nộp thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế, hàng tháng quý, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra. Công khai thông tin các doanh nghiệp chây ì, không chấp hành pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiên quyết chuyển sang cơ quan công an một số doanh nghiệp có dấu hiệu chiếm đoạt tiền thuế hoặc trốn thuế. Tập trung rà soát, tăng cường các khoản thu sắc thuế về ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 đã được Bộ Tài chính, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Sáng ngày 26 tháng 7, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung về giáo dục và đào tạo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao sự cố gắng của các địa phương đã phối hợp với ngành giáo dục tỉnh nhà thực hiện kế hoạch số 09 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia và triển khai mô hình trường học mới. Tuy vậy, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, có sự chênh lệch giữa các bậc học và giữa các huyện thành phố. Cụ thể đến nay, toàn tỉnh có 77 trên 189 trường mầm non, 133 trên 170 trường tiểu học và 91 trên 171 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện thành phố có báo cáo chi tiết, trong đó tập trung vào các nội dung như công tác tổ chức đội ngũ thực hiện cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, tập trung đầu tư vào các nội dung thiết thực, phục vụ nhu cầu dạy và học. Đối với việc thực hiện mô hình trường học mới, ngành giáo dục cần có xây dựng các tiêu chí đánh giá, lấy học sinh làm trung tâm, từ đó đưa ra so sánh về chất lượng,
tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 ngắn gọn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh và thể hiện màu sắc riêng biệt. Chiều ngày 26 tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 6 tháng cuối năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phải sớm hoàn thành việc tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai môi trường, tăng cường tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính toàn tỉnh, thẩm định kiểm soát chặt chẽ các cơ sở phát sinh chất thải lớn và báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiên quyết từ chối các dự án có nguy cơ ô nhiễm cao, tìm giải pháp nâng cao chất lượng phân loại, xử lý rác hữu cơ và xử lý nước thải tại hộ gia đình, nâng cao năng lực quan trắc môi trường và sớm hoàn thành mạng lưới quan trắc tự động. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, chăn nuôi ổn định, không để xảy ra dịch bệnh, giá nông sản bình ổn, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông nghiệp tăng 2,5%, thủy sản tăng 6,34%. Tỷ lệ lúa chất lượng cao đạt khoảng 60%, năng suất lúa bình quân đạt 67,5 tạ trên 1 hectare. 6 tháng cuối năm, ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bền vững, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi nhằm tăng giá trị thu nhập cho nông dân. Ngày 26 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn hóa thể thao du lịch và gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa, tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2018, lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đón bằng di tích quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư. Các hoạt động được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, phát huy được các giá trị truyền thống và đúng quy định của nhà nước. 6 tháng cuối năm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tăng cường việc tập luyện tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 8. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, phát triển tiềm năng du lịch và hội chợ du lịch ẩm thực thương mại cùng nhiều sự kiện quan trọng khác.